Ok, accept. Vô chỗ này là nó cho mình thêm trái bắp nữa đó. Càng lúc zombie nó càng nhiều, mình sẽ chọn hết tất cả các vị trí ở đây luôn. Ờ, đây chạy bắp. Rồi, ok, let's go thôi. Đó. Rồi, còn vô vị trí của Hán Dương. Đây, đây nhỉ. Rồi, ok, xin chào các bạn nha. Hôm nay mày không mận nó mở ngay gọi bạn Hôm ơi. nay mình sẽ tiếp tục cái video mới nha. Nhưng mà mình sẽ khám phá cái vùng đất mới nè. Cái vùng gì? Thêm ốp bờ lôm nè. Thêm ốp bờ lôm này là cái gì đây không biết nữa. Cũng chả biết tiếng Anh nó là gì luôn. Rồi, vô coi coi nó có gì chẳng. Chẳng. Ok các bạn ơi. À, vô đây mình được nhận thưởng cái gì đâu. 2.000 vàng mình sẽ làm gì đây? Nâng cấp này đi. Accept. Accept. Đấy. Có hai vị trí rồi. Bây giờ mình phải chọn hết luôn rồi, còn gì nữa đâu? Nữa. Sao lần nào quay không coi quậy không anh Tèn? Ok, chọn vô cái vị trí đúng của nó coi nó có gì đặc biệt không các bạn ơi. Ở đây là thấy nó để là thêm up bloom nè. Ở level 1 nha, để coi mình đã chơi thử coi được bao nhiêu cái level. Ê, sao tự nhiên bữa nay nó đã vô mở cái mục mới này cho mình không biết nữa. Hơi bị lạ đó. Quăng cho nó con trái bắp luôn. Bye bye nhưng mà ngoài sao vô nó có gì vậy? Nó có cái ba lô đó, nó đựng đồ đựng nó đi tiêu diệt mình đó. Thấy nên chở cái ba lô nó không? Nó này chở cái đồ đó. Nó đang quẩy cái ba lô đựng nó đem đồ của nó đựng nó ăn cái bộ não của mình đó. Mình phải bảo vệ cái bộ não của mình bằng cách là trồng thật nhiều cây. Lúc đó thì zombie nó không thể nào tấn công được mình đúng không? Thôi đi ngồi coi rồi biết biết đâu mà bấm. Rồi lại một con zombie cầm dù đã bị gãy cái đầu các bạn ơi. Rồi hết bàn này đi rồi ba cho bấm nha. Rồi hết bàn này đi rồi ba cho bấm. Kì. Rồi được rồi. Kì chết cái con zombie ấy nó xuất hiện rồi kìa. Con zombie cầm cái len nó xuất hiện rồi kìa. Con zombie cầm cái len nó xuất hiện rồi nè. Nó cầm cái len nó xuất hiện rồi nè. Cản nó một cái cờ. Thôi. Nè. Rồi nó dích cây của ba nữa rồi kìa. Trời, nó dích cây của ba kìa Vy ơi, đừng nói Vy ơi, nó đang dích cây của ba đó. Trời ơi, nó đang dích cây của ba kìa. Rồi, xong luôn. Không sao. Nó càng dích thì nó càng chết nó thôi. Đó. Trời, nó dích luôn, chết rồi. Con này nó đi tới mình nè. Con này nó cắn mình nãy giờ. Rồi, xong luôn. Ê, bắn tốc độ cho nó. Ê, trời ơi, sao không giúp nhích gì nó cho người tàn. Chết rồi, chắc phải hy sinh chiếc xe quá. Rồi, xong luôn, đã hy sinh một chiếc xe rồi các bạn ơi. Ê, da, nguy hiểm ra đi. Nếu mà zombie mà xuất hiện chắc mình phải là sử dụng vàng mới được các bạn ơi. Cái cây đậu này không có bắn thấm con zombie nổi cho nên mình sẽ bảo vệ cái level của mình bằng cách là thêm mấy cây bắp cải nha các bạn. Đấy. Ở ngoài vô đây coi. Cho nó tăng tốc độ coi. Ôi trời, con này nó bắn cứa lông hết rồi. Ủa? Vậy là mình chiến thắng luôn rồi đó hả? Ây trời ơi, như mình cứ ngỡ là còn nữa các bạn ơi. Ây da, qua cái level mà không hay luôn đó chứ. Rồi, tiếp tục coi nó có cái gì nữa không. Next level đây. Này, nó tặng cho mình thêm cái gì đây. Chọn con này đi, accept.
Ê, sao không nói sớm? Ê, bây giờ mình sẽ chọn cái gì, cái rồi cái đó luôn này, rồi tiếp luôn, chọn hết luôn. Nó kêu mình chọn hết, mình chọn hết vô. Rồi ok, update con này luôn đi. Update con này luôn cho nó mạnh lên luôn. Update con này lên cho nó mạnh lên. Rồi let's go thôi. Let's go thôi. Nó gấp nó khuấy động nó là hả, mình phải tra Google rồi. Ủa ba ba, nhưng mà bọn chồng quả hướng dương vô. Ủa ba ba, học con cá sấu giữa rồi. Bây giờ con cá sấu giữa bị hụt rồi hả, mà phải đặt cái này để bảo vệ mình mới được. Ôi dồi, một cái con zombie lùn nó đã xuất hiện rồi, mình phải lấy cái cây đậu để bắn nó thôi. Màn này thế nào cũng có mấy cái tay mà zombie cầm cái len đi xúc xúc hả. Mình nghĩ là như vậy bảo vệ luôn. Phải hãy sắm cục đá để khi nào zombie nhiều mình hãy sắm cục đá. Ê lúc này, ê làm cái gì vậy mày, chạy ra mát mẹ đi Phúc ơi, vì nó lấy đồ của mẹ mình kìa Phúc ơi. Không phải cho chiếc này bị bính nè Phúc ơi. Ê, mua quả hướng dương nhiều vô để bảo vệ cây mình luôn. Rồi thêm một cây bắp ngay đây luôn, cho một cây hướng dương sắp hàng ngang luôn, chuẩn bị mua cây bơm bê xăng ra cho nó mạnh các bạn ơi. Mua cái này thử cái này cái thấm con này ha. Ok các bạn ơi, cây này thấm nó đó các bạn ơi, nhưng mà thấy không xi nhê gì hết đi ta. Oh yeah, gãy đầu nó rồi. Nó luôn chết rồi Zombie ơi. Ôi trời ơi, hồn quá nó đã bị gãy cái đầu rồi. Thêm một cái cây này ngay đây luôn. Đấy, cái con zombie này nó đội xô cho nên máu nó hơi bị trâu nha các bạn. Nói chung cái cây bơm mi xăng này là diệt cái con mà zombie cầm cái len xúc được. Nhưng mà cái cây đậu thì đánh nó không xin nhê các bạn ơi. Cây đậu bắn cái con ấy nó không có nhúc nhích gì hết. Ok, vậy là mình đã qua màn tiếp tục các bạn ơi. Rồi, để coi vô trong có gì nữa không nha. Nãy giờ thấy hai màn cũng hơi là bình thường. Chưa có gì hấp dẫn, thêm một cái nét lên vào nó coi như thế nào nha. Ok. Lại được tặng cái gì đây, nâng cấp cái bắp lên đi. Cái bắp nè. Ok, accept. Vô, chuyện này là nó cho mình thêm trái bắp nữa đó. Càng lúc zombie nó càng nhiều, mình sẽ chọn hết tất cả các vũ khí ở đây luôn. Ôi, đây là trái bắp. Rồi, ok, let's go thôi. Đó. Rồi, trồng vô vị trí qua hướng dương. Đây, à, dạ, cái level này nếu mà nó chạy ok chắc có lẽ khá là dài nha các bạn. Tại vì mình đã qua được mấy cái level luôn rồi, mỗi cái level thì nó cũng diễn ra tầm khoảng bèo cũng 3-4 phút mà. Đấy, zombie đã xuất hiện rồi các bạn ơi. Hãy bảo vệ nhanh ha. Một con zombie đã bị gớt đầu. Đây, cái gì đây? Speed net gì, thời gian nguyên ở gen gì đó. No, under 10 luôn. Mua cây bơm mi xăng để vô cho lẹ nào. Hai con zombie ở hai đường, hiện tại chưa có vũ khí các bạn ơi. Tranh thủ lụm qua ha, mặt trời đã bắt đầu bố trí vũ khí vô nha. Ok, như vậy là 5 đường lane của mình đã có đầy đủ các vũ khí rồi. Bây giờ chỉ chiến với zombie thôi. Mình sẽ đặt thêm một số bông hướng dương để bảo vệ, để sản xuất bông mặt trời để mình mới có bông mặt trời để mình mua vũ khí thêm nha các bạn. Để mình trồng thêm mấy cây nữa. Ai dạ. Thêm một cái cây bơm mi xăng. Thêm một cây bắp cho nó chọi mấy con zombie nó đứng lại luôn. Ai dạ. Ê, có một con chuồn chuồn nó đang bay kìa. Nhưng mà nó đã thả cái con zombie xuống rồi, mình sẽ đặt vũ khí. Ê, nó đã gãy đầu khỏi cần đặt luôn. Thêm một cục đá giữa đường cho con zombie này nó đi khó tí coi. Đây, đặt như đây thêm hai trái bắp luôn. Đó, trái bắp đã phát huy công dụng, nó chọi một cái con zombie nó đứng lại luôn rồi.
Rồi rồi. Bốn 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 lá bốn lá bốn. Để mình tiêu diệt cái kẹt kẹt của con bị nữa. Nó bắn liên tục rồi. Hey, mấy con chuồn chuồn lại bay ra nữa các bạn ơi. Đặt thêm cái bắp nó gọi thêm một cái cây vô đây coi. Đây. Cho trái bắp đi nâng cấp độ đi cho lẹ các bạn ơi. Cái này cái màn này chiếc lá nó ra hơi nhiều nên cho nên mình đi rất là thoải mái luôn á. Chứ mấy cái màn trước đó, nó không có ra bắp thì rất là lâu luôn. Nó ra lá liên tục luôn các bạn ơi. Bắn luôn cho nó lẹ nè. Trời trời trời. Củ cải bay. Bắp cải bay chứ lộn. Ok, được tặng thêm một cái cây nữa các bạn ơi. Chỉ còn hai con zombie đổ xô nữa thôi là mình sẽ chiến thắng nha. Trời ơi. Hay à, cái con zombie nó chọi cái bắp. Làm cho con zombie này đứng ngay đây luôn rồi. Cho con zombie này tăng tốc độ nữa coi. Ôi trời ơi, hơi là bị nguy hiểm nó bứng cái cây này lên. Đọt cái đậu ba đầu này vô đây cho nó một chiếc lá tăng tốc độ luôn. Ok vậy mà không thắng nó nữa hả? Thêm một chiếc lá vô đây nữa. Trời nó bắn túa vậy mà. Ok vậy là chết rồi các bạn ơi. Nói chung sử dụng hai chiếc lá mình mới tiêu diệt được cái con zombie cuối cùng nha. Lại qua được cái level 3 nữa rồi. Vậy đây lên phút không hả? Net level một cái nữa coi như thế nào nha. Ôi cái này nếu mà chơi chiến thắng là nó sẽ bắt mình chơi hoài luôn đó các bạn ạ. Rồi exit coi. Ok nói chung là cái mục này thì cứ chơi tiếp tới hoài đó. Nhưng mà cái video này chắc có lẽ hơi dài rồi. Thì mình sẽ kết thúc cái video tại đây nha. Rồi sau đó mình sẽ tiếp tục cái con đường chinh phục cái thành phố đôi mắt của mình để diệt con chùm nha các bạn. Đây là cái mục giải trí riêng thôi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình ngày hôm nay nha. Nếu bạn nào chưa subscribe kênh thì nhớ subscribe kênh để theo dõi các video kế tiếp nha. Rồi ok bye bye.